Với dòng X-Series của nhà AX Film thì sẽ có độ phục hồi rất là cao. Bây giờ em có một chiếc bàn chải cước như thế này và em sẽ test cho mọi người cùng xem thử nha. Xin chào mọi người đã quay trở lại với series dán BBF. Và ngày hôm nay bên cạnh em là một chiếc Toyota Land Cruiser dán cho mình full xe dòng X-Series của nhà AX Film. Thì đối với những chiếc xe màu trắng như thế này, sau khi mà anh chị đi một thời gian sẽ gặp những cái vấn đề và hiện tượng bị ố màu sơn và bị nước bám lên bề mặt sơn như thế này. Như ban đầu thì em đã có xịt nước lên bề mặt nắp capo và lúc này mọi người có thể thấy là bề mặt nắp capo nước đọng lại rất là nhiều và không hề có hiệu ứng là trôi đi. Và sau khi dán thì sẽ như thế nào? Bây giờ mọi người hãy cùng em test thử nha. Và lúc này thì có thể thấy rằng lúc mà xịt nước lên bề mặt nắp capo, nước đã trôi đi rất là nhiều và không hề bám lại trên bề mặt sơn nữa. Điều này khi mà mọi người di chuyển trong điều kiện trời mưa hoặc là bị bám bụi bẩn thì đều có thể an tâm khi mà đã dán BBF lên. Với dòng X-Series của nhà AX Film thì sẽ có độ phục hồi rất là cao. Bây giờ em có một chiếc bàn chải cước như thế này và em sẽ test cho mọi người cùng xem thử nha. Nhưng mà sau khi đã dán BBF lên thì những cái vết xước dăm nhỏ như thế thì mọi người chỉ cần tác dụng nhiệt. Và đương nhiên sau khi mà mọi người dán xong một thời gian, nếu như mà muốn lột ra thì mọi người có thể lột ra và đảm bảo là không để lại keo hay là những cái vết ố vàng bám trên bề mặt sơn. Và một điều cực kỳ đặc biệt cũng như là khác với những thương hiệu khác trên thị trường thì BBF ở nhà AX Film sẽ bảo hành cho mọi người vấn đề ố vàng trong thời gian là 3 năm. Cái vấn đề ố vàng mọi người sẽ thường gặp ở những cái dòng xe màu trắng như thế này, chỉ cần đi từ 6 đến 1 năm sẽ thấy được các hiện tượng ố vàng xảy ra trên bề mặt sơn xe của mình. Nếu như trong lúc mà di chuyển thấy xe của mình bị ố vàng bất kỳ khu vực nào có thể liên hệ với nhà AX để bảo hành lại xe cho mình. Và một chế độ hồng mái cực kỳ đặc biệt của nhà AX Film đối với khách hàng đó chính là ngay sau khi dán BBF xong toàn xe như thế này thì nhà AX Film sẽ tặng cho anh chị một chai phủ Ceramic. Đối với chai phủ Ceramic này anh chị có thể sử dụng ngay sau khi dán trên xe của mình hoặc là sau 3 đến 6 tháng mình phủ lên lại để bảo dưỡng cái lớp màng được sáng bóng hơn và luôn được như mới. Còn đối với set dưỡng màng phim như thế này sẽ giúp cho mọi người tăng tuổi thọ cho màng phim và giữ cho màng phim luôn được sáng bóng cũng như là sạch đẹp. Đối với hai chế độ hồng mãi trên đã rất là đặc biệt rồi, AX Film còn tặng cho khách hàng thêm một chế độ hồng mãi cực kỳ đặc biệt nữa, đó chính là bảo hiểm thay thế phim. Với vấn đề bảo hiểm thay thế phim này, tức là khi mà anh chị dán BBF xong, trong quá trình di chuyển lỡ như có bị vấn đề va quẹt ngoài ý muốn thì anh chị có thể chụp và quay video lại gửi cho nhà AX Film. AX Film sẽ gửi tặng số màng BBF đã bị hư hại tại cái khu vực đó cho anh chị mình. Chung quy lại việc dán BBF bảo vệ cho sơn xe là một phương pháp cực kỳ tối ưu và được nhiều khách hàng lựa chọn. Ngoài những tính năng như tự phục hồi vết xước hay là tính kỵ nước chống bám bẩn thì BBF còn có một tính năng đó là che phủ những cái vết xước dăm, vết xước nhỏ đã xuất hiện trên bề mặt sơn xe rất là tốt. Đối với dòng X-Series của nhà AX thì sẽ có độ dày là 8.5mm và được bảo hành là 8 năm. Nếu như anh chị nào đang có nhu cầu dán BBF bảo vệ cho lớp sơn xe của mình như chiếc Land Cruiser này thì có thể để lại thông tin ngay phía dưới, đội ngũ bên em sẽ liên hệ tư vấn cho anh chị ngay. Xin chào và hẹn gặp lại.